thì mình rất là hứng thú với cả công việc này, thì mình đã quyết định đến đây và tham quan môi trường học tập cũng như là giáo trình học tập tại đây. Thì mình đã được chị tư vấn viên tư vấn rất là nhiệt tình và được tham quan lớp học, thì mình đã rút ra được là ở đây thì môi trường học tập cơ sở vật chất rất là đầy đủ, cũng như là giáo trình được biên soạn theo chuẩn quốc tế, cũng như là khi học viên kết thúc khóa học thì sẽ được tạo điều kiện để tìm kiếm công việc phù hợp, nên là mình đã quyết định cho đăng ký tham gia. Ngày đầu tiên thì em nghĩ là chỉ đi học nghề để có một cái nghề để sau này mình có thể kiếm được tiền. Nhưng mà khi bước chân vào trung tâm, đến với đại học đại thì em nghĩ mới đầu cũng lo nhiều lắm. Không biết thầy khi mình học ở đây thì kiến thức của mình học như thế nào, đội ngũ giáo viên cùng với cơ sở hạ tầng vật chất có thể là sau khi kết thúc khóa học mình có thể học được nghề không? Nhưng mà khi vào đây thì em nghĩ hoàn toàn thay đổi hoàn toàn cái suy nghĩ của em, từ đội ngũ giáo viên, tất cả mọi người, thiết bị, cơ sở vật chất hoàn toàn tốt, đáp ứng được cái nhu cầu học nghề của chính bản thân mình và tất cả các bạn, và cùng với đó là sự chỉ dạy nhiệt tình của giáo viên đã chỉ dạy cho em là rất nhiều thứ, không biết nói gì hơn. Đến với hiện tại hoàn tuyệt vời, em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến với trung tâm đào tạo nghề đẹp hiện tại, được sự hướng dẫn tận tình của phòng tuyển sinh với đội ngũ giáo viên lâu năm trong nghề, hướng dẫn tận tình chú đáo, giờ thực hành trên lớp cũng như ngoài giờ rất là bổ ích, trang thiết bị học tập đầy đủ. Sau khi kết thúc khóa học, tôi đã tự tin để bắt đầu công việc, cảm thấy yêu nghề hơn rất nhiều. Hiện tại, chúng tôi đang đào tạo 30 lớp học mỗi ngày với 3 bộ môn chính: nail, make up và tạo mọc tóc. Chúng tôi luôn nỗ lực tạo ra môi trường học tập tốt nhất cho các học viên về cơ sở vật chất cũng như các điều kiện học tập khác. Về chương trình giảng dạy, trung tâm chúng tôi đào tạo theo giáo trình chuẩn quốc tế. Chúng tôi luôn cập nhật các xu hướng mới nhất để đưa vào nội dung giảng dạy cho các học viên. Với việc giảng dạy giữa lý thuyết và thực hành, trong đó chiếm 90% là thực hành, bản thân các giáo viên chúng tôi luôn truyền đạt bằng lòng yêu nghề, bằng tâm huyết và cả sự nhiệt huyết trong đó dành cho tất cả các học viên. Chúng tôi cam kết rằng sau khi các học viên học xong sẽ có khả năng làm việc tốt nhất.